Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo Peo. Hôm trước thì mình có tải một con map có tên là Cuộc Chiến Tô Màu, nhưng mà phiên bản nó cực kỳ xịn sò luôn các bạn ạ. Cái map tô màu này thì có một cái lối chơi riêng nhá, không chỉ đơn giản chỉ bắn súng màu hay không đâu các bạn ạ, mà chúng ta phải tự chế cái trứng màu các kiểu cơ. Nói chung là nghe qua có vẻ là khá là dị đúng không nào, để mình sẽ cho bạn coi thử cái map này nha. Nếu mình nhớ không nhầm thì cái map này mình mới tải cái được gần đây thôi. À đây, map tô màu đây của bạn AFK Hòa 444, nghe tên có vẻ dài nhở, ID là 80538950 các bạn ạ. Map này ấy, thì chúng ta ấy sẽ có tổng cộng là 6 team, và đương nhiên là nó chơi theo kiểu cực kỳ dị luôn. Ở đây chỉ có 3 trứng màu nhé, đúng không? Tô màu này 3 điểm đúng không? Nhưng mà từ từ nha, anh em nhìn kỹ này. Trứng màu nhỏ bằng trứng gà cộng thuốc nhuộm ABCZ, trứng màu thì bằng trứng cánh cụt cộng ABCZ đó. Tức là chúng ta muốn chơi trứng màu ấy phải nhặt đồ đấy, đi nhặt đồ nhá, sau rồi phải đi đập mấy cái này đấy, đập mấy cái này các bạn ạ, phải đập mấy cái hoa màu này đó để chế trứng màu các bạn ạ. Nói chung là vừa phải lao động vừa phải thăm ngàn cách cứ để tô màu cơ. Mát này dị phết đấy các bạn ạ. Đây ví dụ nhá, bây giờ mình muốn chế trứng màu đúng không, bây giờ mình hiện tại mình hết trứng màu rồi đó, mình cần đi chế trứng màu nha. Mình sẽ thử chế này, chúng ta cần chế trứng màu này đi, thì cần thuốc nhuộm vàng, thuốc nhuộm xanh và thuốc nhuộm hồng đúng không. Chế thuốc nhuộm hồng này, chế thuốc nhuộm vàng này, chế thuốc nhuộm xanh này. Ôi, để thiếu gì nữa nhở? Thuốc nhuộm xanh này á? Ủa, cần thuốc nhuộm xanh cơ à? Ok, hình như là mình để mình coi xem thuốc nhuộm xanh này kiếm đâu nhở? Ai chả lấy cái hoa này à? Hình như là hoa này đúng không? Hình như lấy từ cái hoa dạ lan đúng không nhở? Để coi lại công thức xem nào. Đúng không nhở? Không chế được. Chỉ có chế được cái trứng màu nhỏ thôi. Trứng màu to thì mình chưa chế được các bạn ạ. Cái thuốc nhuộm xanh này lấy kiếm đâu nhở? Để mình coi thử công thức xem nào. Thuốc nhuộm xanh không thấy các bạn ạ. Thuốc nhuộm xanh này thì mình đã không thấy cơ, thôi kệ đi. Chế trứng màu nhỏ cũng được. Để mình chế thử. Uầy, nói chung là vừa rồi mình đã chế xong cái trứng màu nhỏ đó. Sau khi chế xong trứng màu, chúng ta sẽ dùng cái trứng màu này. Ủa, từ. Ôi, hình như mình vừa dẫm vào cái cây sơn rồng hay sao ấy. Đó, chúng ta sẽ có cái trứng màu để lấy điểm. Đó, anh thấy không? Map này là hay phết đây các bạn ạ. Chơi phải có tính chiến thuật đấy. Rồi, thì trước khi bắt đầu video, các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với bạn bè, và đừng quên nhấn đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo Peo các bạn nhá. Bây giờ thử mở phòng 6 người nào. Đó, map có 6 team thì mở phòng 6 người các bạn ơi. Nhưng mà map này hình như là tài nguyên có hạn hay sao ấy, nên là nghĩa chủ map là hao hu hu hao hoa hu. Ôi, nghe tên đọc líu cả lưỡi. Chủ map tên là hao hoa hu, ID là 80538950. Rồi, để mình sẽ đi bấm bắt đầu đi nào. 4 người các bạn ơi, 4 người rồi, đợi đủ 6 người. Ô, có ông tên là Meo Peo lại có thêm W nữa. Ok, đủ 6 người các bạn ơi. Ôi, có cả Thanh Niên Huy này. Thanh Niên Huy cũng vào phòng luôn các bạn ạ. Rồi, đây đầu tiên chúng ta cần làm gì nhỉ? Đi lấy đồ đã. Ê, đọc kỹ luật chơi nha. Đó, đọc luật chơi đi các bé. Trời ơi. Đọc luật chơi đi các cháu. Nào, không đọc luật chơi lát nữa là không biết cách chơi bây giờ. Đánh nhau làm cái gì? Đánh nhau làm cái gì? Tô màu đi, đây là cuộc chiến tô màu, không phải cuộc chiến đánh nhau nhá. Đánh nhau làm cái gì? Đây là cuộc chiến tô màu anh em à. Đánh nhau sao lát nữa không có điểm đâu các bạn ơi. Ok chưa? Mình sẽ tô màu. Ui, gần hết máu rồi này. Hay, đi thăm ngàn. Ở đây giết người nhỉ? Không biết là giết người điểm nhỉ? Map này giết người không được điểm đâu. Ok, cho giết người thoải mái luôn nhá. Rồi, biết rồi. Map này giết người không được điểm các bạn ạ, mình hiểu rồi. Đi ăn nhặt trứng này. Ok. Cho giết người thoải mái luôn. Map này giết người không được điểm các bạn nhá. Ok. Mình sẽ tô màu trước, màu đỏ này, ok rồi. Đó, cho giết người thoải mái. Ông này thấy, hình như phá cái này. Đúng rồi, hình như là cái này để tô màu sau ấy, cái đá lam để tô màu sau này. Đúng không nhở? Cái đá lam này để tô màu sau này. Không biết có đúng không nữa các bạn ạ. Hình như cái màu xanh chính là từ cái đá lam hay sao ấy nhở? Để mình kiểm tra lại xem nào. Để mình đi di chuyển đến chỗ nào mình sẽ. Ở đây có đường vào này. Thử ngồi chế đồ xem nào. Đúng không ta? Không phải các bạn ạ. Hay nhỉ. Ok, chết cũng được, không sao. Chết cũng không được điểm đâu. Giết nhau không được điểm đâu. Ông này không đọc cách chơi à? Không đọc cách chơi à? Trời ơi, tên như này không đọc cách chơi rồi các bạn ơi. Cứ lao vào đánh nhau như đúng rồi luôn, chả cần biết đúng sai gì. Cứ đánh nhau thôi các bạn ạ. Đấy, cứ đánh nhau đây, xong rồi tí nữa chả được điểm nào. Map này giết người cũng không được đồ đâu các bạn ơi.
Quánh đi, quánh đi, quánh đi, quánh nửa đêm nào, cho quánh thoải mái luôn. Quánh đi, quánh đi, này, đây, chơi cứ quánh nhau đi. Mình của mình chế độ tiếp cận ạ, quánh nhau thoải mái luôn nhờ. Chế công thức này, mình coi xem công thức như nào đây. Bây giờ không biết cái chế cái màu xanh cần gì nhỉ? Mình không chế được, cái lam nhạt đấy, lam nhạt là cần màu xanh là cây này cơ. Ui, phức tạp nhở. Cần thuốc dụng trắng á, thuốc dụng trắng kiếm đâu? Ôi, công thức phức tạp rồi, thôi. Mình chế cái trứng màu nhỏ thôi các bạn ạ. Chế cái trứng màu nhỏ cho nó nhanh, đỡ khỏi cần chế trứng to các bạn ơi. Chế trứng nhỏ được rồi, ôi, ok chưa? Không đọc luật chơi à, mà hỏi câu đấy. Không đọc luật chơi sao mà? Thành nhiên con luật chơi rồi. Tên map là gì? Tên map là gì? Hỏi chấm. Trời ơi, đây có phải map đánh nhau không? Từ để mình coi xem mà thanh niên nào mà tô màu xanh là cây lúc đấy nhở. Đây có thanh niên nào mà không hiểu luật chơi? Ừ đúng rồi, không đọc, chứng tỏ là thanh niên là học đọc hiểu kém này. Trời ơi, tên map là cái gì? Tên map là cái gì? Để xem lại. Hay lắm em ơi, cái tội nhanh nhổ đoạn này, không đọc tên map, không đọc cách chơi. Hay lắm. Tên map là cuộc chiến tô màu chứ không phải là cuộc chiến đánh nhau các bạn ạ. Nếu như đánh nhau thì nó khác. Mình sẽ tô màu, mình sẽ lấy ấy cho tiệm mất điểm luôn. Gọi là chiến thuật đấy các bạn ạ, chiến thuật của mèo peo đấy. Ý 350 mấy điểm luôn. Đây là cuộc chiến tô màu, không phải đánh nhau. Sợ thật các ông à. Đây là cuộc chiến tô màu, không phải đánh nhau đâu. Ôi giời ơi, phải đi kiếm nguyên liệu. Phải kiếm nguyên liệu, ok. Cứ đánh nhau đi, phải kiếm nguyên. Ôi giời ơi, đánh nhau đi, đánh nhau đi, đánh nhau đi. Này, đánh nhau đi, sao được điểm không? Mà không biết mắt là khi nào thắng nhỉ, cũng chả biết đấy. Chả biết khi nào mới thắng cơ các bạn ạ. Tô màu à. Mình xin nhá. Ai cho bạn sơn màu này, mình sơn lại bạn nhá. Ok, cứ anh nhau cứ chém thoải mái đi. Uầy, mình đi tô màu các bạn ơi. Sợ thật mấy ông này, đúng kiểu không đọc hiểu các bạn ạ. Nhanh nhổ đoạn đấy, đấy. Cứ thích làm gì đấy, đấy, đánh nhau thôi đi. Đánh nhau xong rồi không điểm kìa. Đấy, đánh cho lắm vào rồi không điểm. Trời ơi, sợ thật các bạn ạ. Ôi, mấy tên này không biết điều, không biết chơi các bạn ơi. Khéo những ông, mấy ông này không biết chơi, khéo mình phải kích ra cho bạn khác tập trung chơi hơn các bạn ạ. Chơi kiểu này, nó chơi kiểu không biết chơi này. Không hiểu thì mấy ông này sau này đi học văn có đọc kỹ đề bài không này. Đấy, dễ lạc đề lắm này. Mấy ông này đi thi văn là rất là hay, dễ lạc tủ, lạc đề các bạn ạ. Nói không đọc kỹ đề bài này, đấy. Mấy ông này sau này đi thi văn là kiểu gì cũng lạc đề luôn. Văn kêu miêu tả cái này là tải khác đấy các bạn ạ. Chém đi. một trăm điểm rồi anh em, kém quá. Trời ơi, xem đi. Trời, đánh đôi em nào. Trời ơi, không đọc kỹ đề bài à. Chết, ủa, mình mở tiếng việt rồi mà sao không chắc được nhở, buồn đấy nhở. Ê hello, này lên này. Ê, lên này, chém này. Lên này. Bám tường hộ cái. Ê. Trời ơi, cái tội không đọc cách chơi. Này thì chém này, thích solo không? Solo, lên hộ cái. Lên hộ cái, úi xồi, lên hộ cái bạn ơi. Nào, không đọc cách chơi là toang thôi, mình đi tô màu tiếp đây các bạn ơi. Mèo béo đi tô màu tiếp đây. Ê, đây là cuộc chiến tô màu, không phải cuộc chiến đánh nhau đâu. Ê, mình đứng mình tô màu tiếp. Ôi, mình lại bật lên mình xuống. Ê. Lên thì mình xuống. Nào, thần thú bằng kích nha. Ê, lên đây chơi này. Lên. Chém cái nhẹ này. Úi dồi ôi. Này thì không điểm. Lêu không điểm. Trời ơi, kém. Người chơi không có kỹ năng. Trời ơi, cái này là người chơi không có kỹ năng các bạn ạ. Mấy ông này không đọc đề bài. Ui, 137 điểm luôn. Mèo béo thắng áp đảo luôn các bạn ạ. Mấy ông này đúng kiểu
cái tội vào map không đọc, không nhìn tên map, xong rồi còn không đọc chủ đề chơi cơ. Là cái tội này là đi thi văn kiểu gì cũng lệch tủ này, lệch đề bài các thứ này, nó dễ lắm cơ ạ. Ok, map này của bạn AFK Hòa có ID là 8053 8950, các bạn nắm mắt này chơi cũng được chứ, cũng ok chứ đó. Rồi sợ thật mấy ông này luôn, không đọc cách chơi, không biết chơi kìa, lê lê thua sức mặt luôn các bạn ạ. Đấy anh em, lần sau là chơi map đề nghị nhá, đọc kỹ là chơi nhá, đọc chủ đề chơi nhá, xong rồi là phải nghiên cứu các kiểu nhá đó, chứ không là chơi là như mấy ông này này vào đánh nhau xong chả được cái gì các bạn ạ. Ok rồi, chắc là video xin phép được thôi, để mình mát này đề cử cũng được ấy, bởi vì cái cách chơi của map này khá là hay. Nó không kiểu tôm bình thường đâu, mà nó kiểu tôm một phải đi chế nguyên liệu các thứ cũng khá là thú vị đấy chứ nhở. Nên thấy cái kiểu chơi này cũng khá là mới lạ. Được, mỗi tụi ảnh bìa hơi xấu thôi, ảnh bìa trông thì hơi dị nhá, nên chủ map là nên cho cái ảnh bìa khác thì nó hợp lý hơn. Mình sẽ đề cử được này. Map có lối chơi khá thú vị, khác với các map tô màu khác chấm. Tuy nhiên chủ map nên chụp ảnh bìa bắt mắt hơn nhé. Ấy, mong map sẽ có được nhiều lượt tải nha chấm tim tim. Ok, hôm nay là ngày mùng mấy nhỉ? Hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2020. Ok, bạn nào mà lười tìm ID map ý, thì cứ vào thẳng trang cá nhân của mèo Peo nhá. Đấy, chọn phần map đánh giá các bạn nhá. Nhưng mà hình như dạo này cái phần map đánh giá đang bị lag hay sao ấy, chả hiểu sao mình bấm vào nó chả hiện map gì cả. Đây đấy đấy, bấm vào nó chả hiện gì luôn này, không biết là các bạn có nhìn thấy không nữa, mình bấm vào chả hiện gì, các bạn thực kệ đi. Ok thì video xin phép được cái chủ đề thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn mèo Peo làm thử thách gì nữa thì đừng quên để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.